Wow, chào các bạn. Chúng ta lại chơi với những chiếc ống hút. Và trước tiên mình sẽ làm một hình đơn giản nhất từ ba cạnh. Mà cái hình mà làm từ ba cạnh này thì nó tên là cái hình gì nhỉ con nhỉ? Cái hình nào mà có nó ba cạnh ba góc nhỉ con nhỉ? Con muốn làm không? Có. Nếu con muốn thì để vào đây. Cắt hết đi, tí nữa con có thể tự chơi với những cái ống đấy sau. Còn bây giờ mình sẽ chơi với những cái ống này khi tạo thành những cái hình học 2D và hình 3D. Ok. Con muốn không? Con muốn không? Do you want? Ok. Nào, vậy bây giờ nếu mà làm từ hình từ ba cái ống mút ba cạnh ấy thì mình sẽ chỉ cần có ba ống mút, mình không cần làm hết đâu. Mẹ muốn làm với một cái hình. Wow. Nếu một hình nào mà có hình có ba cái cạnh con? Hình nào hình có ba cạnh con? Không biết. Không biết à? Đố không biết hình nào mà có ba cạnh nào? Đố không biết đấy. Mình sẽ làm nhá. Thế xong bạn đoán xem nó là hình gì nhá. Hình tròn nằm. Hình tròn này. Có phải hình tròn không? Hình oval. Oval à? Thế rồi là... Đây. Mẹ sẽ chỉ lấy một đoạn như thế này thôi. Cắt cái đoạn này đi. Đây 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 đây. Đây cắt nó. Cho ba cái đoạn này bằng nhau. Như vậy nào, mình đã có ba đoạn này dài bằng nhau chưa? Ok. Nào, khi mẹ xếp nó lại như thế này thì nó thành hình gì? Hình gì? Màu vàng. Hình gì? Đây là cái hình gì? Tam giác. Wow. Bây giờ mẹ muốn buộc nó lại với nhau. Mẹ muốn luồn cái sợi chỉ này qua các ống ấy, thì mẹ buộc lại. Con làm nào nè, con suy nghĩ xem mình làm nào để mình luồn các sợi chỉ qua lại đi. Cắt cái lỗ này. Cắt lỗ à? Nếu mình cắt thì nó sẽ không dính được với nhau ấy. Mẹ muốn rằng vẫn để nguyên thế mà mình có thể là lồng được sợi chỉ qua ấy. Vậy thì con làm nào? Con lựa chọn là con sẽ cho sợi dây vào như vậy đúng không? Wow. Nên mình có thể làm một xe. Không biết. Không biết à? Mình nghĩ xem có cách nào không? Không làm cách khác. Làm nào để luồn cái dây này vào cho nó dễ này. Không làm cách khác. Nếu mà mình có cái kim thì tốt đúng không? Nếu không có kim thì mình có thể làm được cái kim không? Mẹ làm cái kim nhá. Ok, mày làm cái kim như thế này. Đây. Mày làm cái kim này. Cho cái đầu sợi dây này nó chặt vào đây. Bấm thêm một chút nữa nhé. Cái sợi chỉ chứ, nếu không thì nó sẽ bị tụt mất, đúng không? Yeah. Mình có thể lấy một đoạn bìa cũng được. Đây, như này, nè. Con làm này con xuyên qua xem có dễ không nhé. Này. Có. Dễ quá đấy chị. Nào, tiếp. Cái nữa này. À đấy. Nếu mà con tụt đâu kia ra thì nó có ra không? Tiếp này. Sự ấn cái này đó bạn. Tiếp này. Tiếp. Hay quá. Thấy chưa? Dễ không? Dễ không? Cắt đầu. Chưa cắt, mẹ buộc xong đã. Mẹ buộc xong đã. Dễ không? Vậy mình có hình này là hình gì? Hình tam giác. À, hình tam giác là hình 2D hay hình 3D? 3D. Wow, hình 2D hay hình 3D? 3D. Thật không? 2D. Yes, 2D. 2D. Nào, như vậy là mình đã xong rồi. 3D. Thế thì bây giờ mình lại 2D, làm 2D, 3D, 4D. Mình lại làm từ những ống hút này nhưng mình lại nó thành hình 3D có được không? 4D có được không? 3D có được không? 4D có được không? 4D à? Chẳng biết, mình chưa biết là cái hình 4D mà nó cấu tạo từ cái này nó sẽ như thế nào. Mở 4D mà.
cái hình nào. Là cái hình đây. Là cái hình là cái hình pyramid ấy. Pyramid à? Vâng. À, mình hình pyramid à? Nó là hình pyramid à? Vâng. Vậy với những cái này nếu mà mình muốn làm thành một hình 3D, đây, cái này hình 2D này. Là 3D. Hình 3D này. Thế mình sẽ làm thêm một số màu nữa nhá. Màu trắng này. Màu vàng chưa có này. Đúng không? Trắng vàng cam đỏ xanh. 428. Nào. Đây con nhìn nhá. Mình sẽ làm hình 3D với cái này nhá. Đây. Mình sẽ lấy đoạn này làm mẫu. Đoạn này có cần phải cắt đi không? Muốn cho nó bằng á. Cắt được một xíu, đúng không? Rồi. Nào, cắt những đoạn, cắt bằng những đoạn bằng nhau cho mẹ nè. Đây con đặt cho đúng nào. Mẹ hướng dẫn, nhìn nè. Mình không đi đâu mà vội cả nào, đặt đây. Đặt xuống đây. Wow. Được chưa? Được không? Đều. Nào tiếp này. Cắt tiếp cho mẹ. Mình cứ lấy một đoạn đỏ làm mẫu nha. Nào. Cắt thêm đoạn trắng nữa nha. Không đủ. Không đủ à? Bằng đúng đoạn cũ. Wow. Có bằng nhau không? Tạm chấp nhận nha. Đây nha, tiếp. Để màu vàng chưa có đúng không? Nào các bạn màu vàng. À, các bạn màu vàng. Không mẹ đi để. Mẹ. Tiếp. Màu gì nữa? Màu cam này. Bay. Màu đỏ với một màu đúng không? Cho thêm. Màu đỏ nữa. Bằng nhau nha. Mẹ là muốn những đoạn bằng nhau. Mẹ. Điều gì xảy ra? Ok. Đây, tiếp. Cho nó bằng đi. Bằng chưa không? Nó bằng chưa? Cho phẳng đi. Con cắt từ đầu này này thì nó sẽ không bị như thế. Đây này, cắt đây. Ok. Và bây giờ mình sẽ làm thành một cái hình 3D nhé. Có hình 3D không? Itsy bitsy spider climb up the water spout. Nào, mình cho vào đây nhé nào. Con sâu chỉ. Wow. Vậy. Nào. Luộc. Ba cái giống như lúc nãy. Kệ nó đi. Tiếp. Sáu, hai, bốn. Tiếp. Đấy, hát, thế đó. Ba cái này để mình tạo thành hình tam giác. Mẹ lại luồn cái này qua đây được không? Đẹp chưa? Thành hình gì rồi? Thành hình gì rồi? Hình tam giác. Wow. Xong mẹ mình lại cho cao lên trên này nha. Được không? Cho cao lên trên này. Cho xuống đây. Đến đây là tạo thành hình gì này? Hay không? Hay. Tốt mất rồi. Tốt mất sợi dây này rồi.
Nếu mình làm thì mình có thể là làm thành hình tam giác trước, hay là mình làm thành hình tam giác trước. Con có muốn làm thành hình tam giác trước nhé? Ok, nào thôi, bỏ ra để mẹ chuyển lại thành hình tam giác trước. Mình làm thành hình tam giác trước nhé, mình không làm tắt nữa. Mình làm thành hình tam giác trước. Ê, tư 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 tư. Mình lấy cái sợi dây à, có một tháng nữa là mình tốt hết. Đây, để buộc lại nha. Buộc lại này. Hay không? Hay không? Hay. Hay quá này. Đề này. Bây giờ mình lại làm đề tiếp. À, con muốn chồng lên như vậy đúng không? Nó có sẵn cái này rồi. Nó có sẵn cái này rồi. Thế mình bây giờ mình có cái dây thì mình việc gì mình phải dùng keo. Cái này hình 2D mình để đây, nào mẹ hướng dẫn này. Nếu con muốn như này mình có thể lồng lại như này được không? Có. Lồng lại như này không? Có thêm một cái này vào nữa thôi đúng không? Đúng không? Đúng không? Yeah, à, thế thôi. Thế nên mình chỉ việc làm này thôi. Nào. Việc của mình nó bây giờ lại nối lại như vậy. Nào, việc của con. Việc của con. Wow. Rồi. Nào, giờ mình, việc của mình là mình nối hai cái ống này lên này đúng không? Còn sâu lại như thế đúng không? Tiếp. Nhớ việc của mình không? Nhớ việc của mình là mình phải đặt đặt cái ống như thế nào không? Ống như này đúng không? Nào với bề sâu thế nào tiếp? Sao phải cố đấy, đây nó như này mà. Không được. Nơi. Cố lại được. Vậy làm nào để cho nó dính vào đây? Làm nào để cho nó dính vào đây? Này. Làm nào. Cái hình đấy là hình 3, hình 2D mình cứ để 2D đấy. Còn bên mình làm 3D là mình làm ở đây mà. Đây làm nào để cho nó dính vào đây con? Con này con đây mà. Mình chưa cho sang cái đấy, đây, cái này đang ở đây mà. Vậy làm nào để cho nó lại nối với cái này vào đây này. Đây con làm nào để nối vào đây này. Đây. Làm nào để nối nó vào đây này. Đây. Thêm. Đấy. Cách là như thế này thôi. Đây. Làm nào để nối vào đây. Cho xem đây này. Xem đây nhé. Thì đã buộc lại được chưa? Ok rồi. Oh, buộc lại chưa? Yes. Yes. Nào ra buộc nào. Dây nhé. Hay quá nhé. Buộc dây lại này. Đây. Chưa. Nào. Vậy mình đã dựng lên được thành hình 3D này chưa? Đúng không? Vậy mình chỉ cần một cái que này nữa thôi đúng không? Chỉ cần một que này nữa thôi đúng không? Vậy làm nào được bây giờ? Chỗ. Thì một dễ làm một que nhé. Mình muốn làm hình square. Đó, ok, mình có thể làm như vậy với các hình mà. Với N hình mà. Rồi, nào. Tiếp. Được
cha. Mình ra đây đúng chưa? Mình cần phải sang bên kia mà, đúng không? Bây giờ mình luồn sang bên này, mình muốn sang bên này mà, mình muốn từ bên này sang bên này mà. Bởi vì đầu của nó phải ở đây mà, đây, cái đầu của nó ở đây nhé, đây, nhìn đây, đầu của nó ở đây đúng không? Bây giờ làm nào để cho cái đầu dây nó sang bên này con? Làm nào để cho đầu dây sang bên này? Làm nào, đây mình muốn cái đầu dây nó sang bên này để mình buộc sang bên này mà. Mẹ làm nào để cho cái đầu dây nó sang bên này? Không biết không? Không biết. Làm nào để cho cái đầu dây từ chỗ này nó sang bên này? Cắt à? Con có nên cắt à? Có cần phải cắt à? Con không biết là để chỗ nào. Đây, làm nào để từ bên này nó sang bên này? Wow, đúng rồi đấy. Đúng rồi đấy. Chuẩn luôn rồi đấy. Làm thế nào để cho nó sang bên này bây giờ? Đây mẹ chỉ cho. Nào, lấy dây vào đây. Lấy dây vào đây đi. Con cứ lấy dây vào đi đã. Rồi. Muốn cho cái đầu nó từ bên này sang bên này, cho nó chui qua. Đáng chưa? Được. Cho đầu nào chui trước thì tốt hơn. Lôi cái này lại bên này. Nếu bây giờ mẹ muốn từ chỗ này nó sang bên này thì làm nào? Muốn từ đầu này nó sang đầu này. Đây nhá, chỗ này là ở đây nhá. Muốn cho cái đầu dây này nó sang bên này thì mình làm nào? Không. Đây. Nhìn. Muốn từ đầu này sang đầu này, vậy cho nó chỉ từ đầu này qua đầu đấy thôi. Dễ không? Dễ không? Buộc lại. Wow, đẹp chưa? Quá đẹp luôn đấy chứ. Thế sao mẹ lại có một cái hình để treo lủng lẳng nữa. Ôi sao mà đẹp nè. Để chóp tam giác này con này. Đẹp nhỉ? Ở đây là hình 3D này. Đẹp không? Ở đây là hình 2D này. Hay không? Đẹp quá nào, đưa đây mẹ cắt bớt cái dây này cho. Không làm mẹ cũng được. Thôi được rồi, làm thế được. Cầm dây. Được chưa? Nào ok. Được chưa? Vậy đâu hình 2D, đâu hình 3D nào? 2D đây. 2D đây, 3D đâu? 3D đâu? Đây. Wow. Cái trái hai cái giống nhau. Đẹp không? Đẹp. Giống nhau mà. Thế thôi nhé, hôm nay mình tạm dừng hình 2D, 3D ở đây nhé con nhé. Vâng. Bye bye các bạn. Các bạn chắc là